Chào mừng các bạn đến với kênh Thanh Bài Minh Trí. Bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn một trận đấu với con bài Utrecht và môi trường ám. Khi có con bài môi trường ám này thì những con bài thuộc tính ám sẽ được tăng 200 mất tích. Kể từ khi những con bài môi trường được ra mắt thì mình thấy ở bên server tàu người ta cũng khá ít người dùng những con bài môi trường này. Các bạn có thể thấy trên màn hình thì những con bài thuộc tính bóng tối sẽ được tăng ít tích. Trong trận đấu này cũng có sự xuất hiện của một con bài rất là đặc biệt. Và cũng có khá nhiều bạn thắc mắc về con bài đó. Hãy cùng chờ xem nó xuất hiện nhé. Như vậy là Yugi Yudai đã triệu hồi thân ngũ Sidrit. Tấn công mạnh đế, sống ngang tất cả các bạn. Với một con bài trên tay thì thân ngũ Sidrit sẽ được tăng ngang tất. Các bạn chú ý tình huống này nhá. Như vậy con bài copycat không thể nào dễ dàng được thân ngũ Sidrit. Và với một hit 5-3 ăn tích này thì Yukida đã kết thúc trận đấu. Chúng ta cũng xem lại trận đấu khá là thú vị nữa nhá. Sự xuất hiện của những con bài rất đặc biệt, thân Osiris, môi trường ám và con bài dạ dàng thân Osiris. Đối với những người chơi Yugi thì con bài môi trường hắc ám này sẽ có một chút lợi thế nhất định. Anh đế cũng được tăng ngắt tích thôi các bạn. Vì con bài Osiris này, tấn công ban đầu của nó là dò hỏi nên con bài copycat không thể nào dễ dàng thành công. Nó chỉ được một cái tư ở tích mà thôi. Và trận đấu đã kết thúc. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn những con bài cực kỳ thú vị và một tình huống rất đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Xin chào tất cả các bạn nhé.